Rồi ông Toàn, hôm nay con là Tuấn Dương đây. Trước thì cũng lúc ông còn sống đó là hay tới thăm ông. Lúc đó là có hai ông bà, nhưng mà bây giờ thì ông mất rồi, ông không còn nữa. Nhưng mà có một cô cũng muốn gửi chút quà đến biếu bà đó. Thì bây giờ theo con là như thế này. À thế ạ. Vâng, thì thưa cô là bây giờ như thế này. 1 triệu kia thì con đã mua cái nhu yếu phẩm khoảng trị giá là 500 ngàn. Còn 500 ngàn này thì con xin là gửi cô. Vì bây giờ bà cầm thì bà cũng đâu có làm gì được. Thì bây giờ bà ăn cái gì thì bà nhờ cô mua dùm. Vâng, thì cũng xin cảm ơn cô. Nói chung là con thấy là cô rất là có cái tấm lòng rất là tốt để mà giúp đỡ được bà chứ. Lúc trước ấy là trời ơi, tiền là để trong túi đó à? Gửi cho cô xài. Vâng. Không biết học bà kỹ lắm. À. Kỹ lắm chứ. Đó, tay thì ấy. Bây giờ ăn cái gì đấy, thỉnh thoảng gửi có tiền thì gửi biếu đó, cô. Đó, bà là gửi biếu cô đâu này để cho lắm. Cô. Kỹ lắm chứ. Ôi trời ơi. À. Còn hai bà còn phun luôn á. Mà tiền đấy thì đâu có bà đâu có đi mua được. À. Thế thì thường là bà có hay đưa tiền cho cô đi mua không? Bà ăn mua cái gì? Á, à. Ăn gì á thì mua, như bà ăn muốn ăn muốn riêu hay gì đổi món thì bà kêu đi mua. Vâng. À, đưa tiền. Rồi bà có ngủ được không thưa cô? Rồi, à. Không được. Vâng. Vâng. Mai mà gầm đó kêu mua đồ cúng. À. Cúng gì lắm. Cũng mua cái cây. Thì thôi thì cứ trước cúng thì sau ăn. À, mình cúng cái nào bà ăn được rồi. Ở đây thưa cô bác anh chị, đây là cái hình ảnh cái chiếc quan tài. Ghi cái chữ là quà tặng cho sự sống thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà ông mất là có bên Đại học Y Dược có sang để nhận cái xác này mang về để làm nghiên cứu. Và cái hình ảnh này thì được chụp vào ngày 11 tháng 4 năm 2021, có nghĩa là nó được khoảng gần một năm. Trước đó thì cũng có một cái video clip mà cỡ khoảng 4 phút là các y bác sĩ bên bệnh viện rồi cái đoàn mà nhận hiến xác họ sang. Thì lúc đó là ông Toàn mất 7:30 sáng và cô Nga có gọi bệnh viện qua lấy xác, còn bà thì đang mướn người chăm sóc, đã có hội từ thiện lo. Bệnh viện tới lấy xác thì tặng một vòng hoa cường cũng khá là trang trọng, cảm động. Và ông hiến xác, cô thấy điều đó rất là cao cả. Tuấn Dương xin khép lại cái video clip này tại đây. Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương vào ngày 16 tháng 3, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Thưa các cô chú anh chị, lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Nguyễn Tri Phương và hướng về phía cầu Nguyễn Tri Phương để đi sang quận 8. Tới đây thì chúng ta sẽ gặp giao lộ Nguyễn Tri Phương cắt với đường Trần Phú, ngày xưa là đường đại lộ Nguyễn Hoàng đó. Muốn đi qua cái cầu Nguyễn Tri Phương thì chúng ta phải quẹo phải đi vòng, bởi vì cái khúc đường Nguyễn Tri Phương lối lên cầu đó thì người ta tổ chức giao thông theo cái hướng là một chiều. Để cái hướng này là chúng ta sẽ đi ra đường Trần Hưng Đạo để đi về phía đường Trần Hưng Đạo cắt với Đồng Khánh cũ đó. Còn khi mà sang quận 8 thì mình sẽ phải quay ngược lại. Hướng này thì chúng ta sẽ về Trần Hưng Đạo quận nhất. Và đây thì Tuấn Dương sẽ quẹo phải để đi qua cái cầu Nguyễn Tri Phương sang bên quận 8. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đi thăm một cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh này mình cũng đã từng tới thăm khá nhiều lần vào cách đây hơn một năm, khi mà lúc đó tình hình dịch bệnh Covid chưa có bùng phát. Đây là hoàn cảnh của hai vợ chồng già. Ông chồng là năm nay nếu mà còn sống thì ông sẽ là 81 hoặc 82 tuổi.
còn bà vợ thì bị tai biến liệt một chỗ. Vợ thì kém ông chồng mấy tuổi, nhưng mà tuy nhiên thì vợ thì còn sống mà ông cụ thì mất rồi. Và ông cụ mất thì xác cũng hiến cho y học. Tuy nhiên thì lý do Tuấn Dương quay trở lại thăm đó là cũng có một cô coi được video clip thì cô cảm thấy rất là thương hai ông bà. Cô hỏi thăm tình hình sức khỏe hai ông bà ra sao. Thì Tuấn Dương cũng trả lời là ông cũng đã hiến xác cho y học. Và cô có muốn gửi Tuấn Dương cái số tiền là 1 triệu để giúp bà. Thì hôm nay cũng tính là sang thắp cho ông nén nhang rồi gửi biếu bà. Thì ban đầu thì Tuấn Dương tính là biếu bà cái số tiền 1 triệu, nhưng mà có một cô đó là cô Nga, cô có nói với Tuấn Dương là như thế này, nên mua đồ hơn là gửi bà toàn bộ tiền, bởi vì nếu mà gửi bà tiền lúc này đó thì thực ra bà cũng không có chi tiêu được. Đây là cây cầu Chánh Hưng này các bạn ạ, đường cũng đang rất là đông. Cô nói với Tuấn Dương là có thể mua đồ thì để nhờ đó thì có thể có tình nguyện viên tới để nấu giúp bà, cho bà ăn uống. Còn tiền thì có thể để một chút thôi, đừng có để quá nhiều. Thì cô tưởng là Tuấn Dương mang tới 10-20 triệu như ngày xưa, nhưng mà không, lúc này thì cái số tiền nó cũng chỉ là nhỏ nhỏ thôi. Thì sẽ mình sẽ xem để gửi cái người giúp đỡ bà, xem bà cần ăn cái gì mua cho bà cái đó. Và khi mà chúng ta gửi thì chúng ta cũng phải tin tưởng, cũng không nên sợ, bởi vì những cái người giúp đỡ các cái người bị tai biến hay khuyết tật là họ cũng đã phải nói là rất là có cái tâm rồi. Ăn nằm một chỗ, phải xúc, phải tắm rửa, rồi thậm chí ỉa đái tại chỗ cũng phải dọn, nên người ta đã có một cái tâm rất là tốt, nên chúng ta cũng không nên nghĩ xấu về họ. Mà đã giao thì đã giao để giúp đỡ thì cũng không nên nghĩ ngợi nhiều. Thế nên là Tuấn Dương quyết định sẽ mua cái số quà trị giá khoảng 500.000 và các cái nhu yếu phẩm, và 500.000 còn lại thì tiền mặt thì sẽ gửi cái người mà thường xuyên chăm sóc bà đó, hoặc là gửi bà để bà đưa cho người ta, để cho người ta mua những cái món mà bà thích. Và bây giờ Tuấn Dương đang trên đường tới, để lát xíu Tuấn Dương sẽ lại quay tiếp để cô bác anh chị chúng ta cùng theo dõi. Đường đông quá. Thưa cô bác anh chị, nói về cái hoàn cảnh gia đình này đó thì Tuấn Dương cũng đã có một số video để chia sẻ về gia cảnh của hai ông bà. Từ cái ngày ông còn sống, ông thì cũng là một người khá là hóm hỉnh và hài hước. Ông thì người gốc Sài Gòn, và ngày xưa thì ở đường Bùi Viện. Hồi đó thì gia đình nhà ông thì cũng tương đối là khá giả, và bà thì là người miền Trung. Sau khi mà ông bà yêu thương nhau rồi, cuộc sống thì cũng không có cái người con nào cả, rồi cũng trải qua rất là nhiều biến cố của cuộc đời, thì ông bà đã sang tới cái khu vực quận 8 này để sinh sống. Thì nó cũng nhiều biến cố lắm, nào là bệnh tật này nọ, rồi cháy nhà, rồi không còn cái căn nhà để ở, rồi sau đó phải tá túc ở gần một cái ngôi chùa, chính xác là ở trong cái ngôi chùa, do là trước cháy nhà thì có một cái bãi đất trống. Lâu lắm rồi, nhiều cái tình tiết thì Tuấn Dương cũng không nhớ, nhưng mà đại loại nó là như vậy. Thế rồi, và hai ông bà cứ sống chung với nhau,
mà cũng không ngờ là bà thì lại còn, ông thì lại đi trước mà bà lại liền tại chỗ. Đây, mình đang đi gần vào cái nơi ở của bà, nằm tút ở trong này, này là cái dãy này ở trong đi vô chùa cơ. Đây ngôi chùa này cơ, lâu quá tưởng tượng không nhớ là cái ngôi chùa gì nữa. Ngôi chùa này gọi chùa gì cô nhỉ? Đình Chánh Hưng. Dạ dạ rồi, à đúng rồi, Đình Chánh Hưng rồi. Để đi rồi đây. Đây là Đình Chánh Hưng. Đây chúng ta sẽ đi rồi. Cô dắt thằng nhỏ rồi. Vâng vâng. À. Chợ. Ba con nhớ con không? Tuấn Dương á? À đúng rồi. Vâng. À. Cô ba khỏe không? Khỏe. Ông đâu? Ông đâu? Ông chết hôm tháng tư. Ông đâu? À, à cho con cô đốt con nói nén nhang, bà thờ ông đâu sắp cho ông nén nhang. À dạ dạ. Cô châm giùm con. Cô nhà bây giờ gọn gàng hơn ngày xưa. Ừ. Sạch sẽ hơn xưa nhiều. Và lúc còn ông Toàn ông để thấy nó không có được sạch sẽ. Và và trên này là những cái vàng 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 cho con xin. Rồi ông Toàn hôm nay con là Tuấn Dương đây. Trước thì cũng lúc ông còn sống đó là hay tới thăm ông. À, lúc đó là có hai ông bà, nhưng mà bây giờ thì ông mất rồi, ông không còn nữa. Nhưng mà có một cô cũng muốn gửi chút quà đến biếu bà đó. Thì hôm nay tới thắp cho ông nén nhang, rồi tình hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. À, bây giờ thì thấy ở đây là nhà cửa là dọn dẹp rất là sạch sẽ này. Lúc trước có mình ông thôi thì ông yếu lắm, chắc là ông để nó bầy hầy. Một lần cũng có mấy người dọn dẹp đó. Dạ. À. Vậy thưa cô là cô phụ giúp bà được khi nào, từ khi nào? Thì cô ở gần đây cứ chạy tới giờ luôn vậy đó. À. Mới giúp ở đây lần nhỏ kia nó đẻ. Con cũng có nghe thấy cô biết. Con ở gần đây là sáng cứ chạy qua, tối chạy qua. Con có nghe thấy cô Nga cô nói là cô biết cô Nga không? Biết chứ. À. Cô Nga thì cô ngồi gần bà được không thưa cô? Thì cô Nga trước là con biết là do cô Nga giới thiệu từ cái hồi ông còn mà hai ông bà cũng còn đang. Dạ. Thế rồi cô bảo là hiện nay thì có bên hội từ thiện nào bảo trợ à? Bên từ thiện bên Chu Chi. Dạ. Bên đó là từ thiện lâu rồi đó. Vâng. Là mướn nhỏ đó nuôi hồi mà ổng còn sống á. Vâng. Hai năm ha. Vâng. 2 năm rồi đó, nhỏ đó làm đó, là bên đó mướn nuôi rồi, dọn dẹp rồi đó. Vâng. À, rồi lúc đó đi đó. Rồi gì ở gần đây chạy tới chạy lui với bả vậy đó, sáng dạ. Đem cà phê rồi qua cho bả coi chừng bả vậy đó. Dạ. Còn nó hả, sáng hả 9 giờ rưỡi nó mới tới. Còn về vâng. Đây 7 giờ mấy là gì lợi rồi cho bả rồi. Vâng. Đó. Ra giờ bây giờ nhìn thấy bà còn đâu? Con thấy còn mập hơn ngày xưa. Đúng rồi. Đấy, nhìn thấy bà còn mập hơn ngày xưa chứ. Vâng, cái thời ông Toàn ấy thì. Nghiêm luôn á. Vâng. Hai chuối đủ rồi. Vâng. Bà ăn dữ lắm. Cái thời ông Toàn thấy bà ốm yếu mà trời ơi, ông chăm bà mà ông cứ thở hoài. Đi về đó. Vâng. Thưa cô, thế vậy thì hàng ngày thì cô nấu nướng cho bà ăn à? Nấu bệnh, rồi cái bưng qua cho ăn. À. Đó, chiều giờ mới tắm rửa thay đồ hết rồi đó. Dạ. Đó. Đây, cho ăn nữa, cho bà ép ăn đó mới. À. Vậy thưa cô thì như thế này, con trước cái lúc mà ông mất ấy, mà hiến xác ấy, thì cái thời điểm đấy nó cũng là dịch thì con cũng không có qua được. Thì lúc đó thì cô Nga cũng có gửi cái tin nhắn cho con bảo báo là ông thì cũng đã mất rồi. Rồi bây giờ thì cô Nga lại đang bị Covid thì cô lại cũng không có qua được. Rồi mà ông chết giờ không có qua luôn. Dạ. Nga. Vâng.
thì không có qua luôn. Thì chỉ sợ thì từ cái sợ. Từ cái thời đấy, thứ nhất là cô cũng có bệnh lý nền, thứ hai là bây giờ thì gia đình cô lại bị Covid, thì cô bảo cũng nói chung là cô sẽ qua đây thăm bà một lần nữa trước khi mà cô nói là cô sẽ về Long An. Đấy, vâng. Thế nhưng mà hiện nay thì cô chưa có đi được. Con cũng thấy cô bảo bệnh nên là con cũng không dám rủ cô đi. Thì hôm nay thưa cô là thế này, có chị Liễu. Chị Liễu thì chị có gửi cho con là số tiền là 1 triệu để nói là biếu bà cụ bị liệt. Là bà tên là gì nhỉ? Bà tên là gì? Phan Thị Tâm. Bà Phan Tâm. Phan Thị, bà Tâm, đó là vợ ông Toàn, mà ông Toàn thì đã mất rồi. Thì lúc đầu cũng có nói với cả cô Nga đấy là bây giờ con tính là thôi thì biếu tiền, nhưng cô Nga cô bảo bây giờ bà cũng không có xài được tiền thì thôi cứ mua cái gì đấy đến rồi mua đồ ăn. Đấy thì đại loại là như thế. Thì bây giờ theo con là như thế này. À đấy ạ. Vâng, thì thưa cô là bây giờ như này, 1 triệu kia thì con đã mua cái nhu yếu phẩm khoảng trị giá là 500.000, còn 500.000 này thì con xin là gửi cô. Vì bây giờ bà cầm thì bà cũng đâu có làm gì được. Thì bây giờ bà ăn cái gì thì bà nhờ cô mua dùm. Vâng, thì cũng xin cảm ơn cô. Nói chung là con thấy là cô rất là có cái tấm lòng rất là tốt để mà giúp đỡ được bà chứ. Lúc trước ấy là trời ơi, tiền là để trong túi đấy à? Gửi cho cô xài. Vâng. Không biết học bà kỹ lắm. À. Kỹ lắm cơ. Ừ. Tay thì ấy. Bây giờ ăn cái gì đấy thỉnh thoảng gửi có tiền thì gửi biếu đó, cô. Đó, bà là... Gửi biếu cô này để cho kỹ cô. Lắm. Kỹ lắm chứ. Ôi mà. Trời ơi. Lắm. À. Còn khai còn không luôn á. Mà tiền đấy thì đâu có bà đâu có đi mua được. À, thế thì thường là bà có hay đưa tiền cho cô đi mua không? Bà ăn mua cái gì? À. Ăn gì á thì mua, như bà ăn muốn ăn muốn riêu hay gì đổi món thì bà kêu đi mua. Vâng. À, đưa tiền. Rồi bà có ngủ được không thưa cô? Đúng rồi, à. Ngủ được. Vâng. Vâng. Mai mà gầm đó kêu mua đồ cúng. À. Cúng gì lắm. Cũng mua trái cây. Thì thôi thì cứ trước cúng thì sau ăn mình cúng cái nào bà ăn được rồi mới cúng. Vâng. Giờ thấy bà có vẻ này còn chăm sóc còn tốt hơn là ông chăm, vì ông ngày xưa chắc ông cũng mệt, ông không có. Vâng. Cô thử hỏi bà có nhớ ông không? Nhắc mà khóc. Bà có nhớ ông không? Nhớ ông không? Nhớ ông không? Nhớ à? Nhớ ông la. Ông chửi nhiều. Ông la, ông chửi vì làm ông mệt quá. không lúc này thấy bà thấy là béo hơn ngày xưa, má tóp, ngày xưa má tóp lại cái thời lúc. Đúng rồi, chính xác. Vâng, đấy. Con tay chân bà có cử động gì được không thưa cô? Bây giờ có tay chân này vậy đó. Còn cái giò này coi lên đúng chứ được, còn cái giò này thì thẳng băng hết luôn. Dạ. Đó, nè, cứng ngắc vậy đó. Dạ, cứng ngắc luôn. Ờ đó, vậy đó. Nè. Vâng. Có cái giò này coi lên coi xuống được thôi. Nhà ông bà sang đây là cô biết từ khi nào? Từ cái lúc cháy nhà hay là sao thưa cô? Không. Hồi cháy nhà là bà ở hồi đó lâu lắm rồi đó. Dạ. Chưa bà ở hồi kia nữa. Cũng vậy. Ở trong vòng xóm này không à. Vâng. Ở đó lâu lắm, cháy nhà bao nhiêu đây. Mà thôi cũng may cũng được có hàng xóm chứ con lúc trước, lúc mà còn ông với con cũng lo lắm. Con bảo là không biết bây giờ ấy, nếu mà bà đi trước ấy, thì đỡ. Còn ông vì là bà không tự lo cho bà được, còn có mình ông. Mà bây giờ ông đi trước thì cũng lo là lúc trước là tính gửi vào trong chùa đấy. Thế xong rồi sau đấy chả biết sao này bảo không gửi. Thế rồi thì con cũng cứ lúc dịch cũng không sang được, bảo lo lắm, không biết là tình hình rồi cụ thể rồi ra sao bà như thế nào. Mà dịch đâu ai dám lợi đâu, không ai dám lợi thân luôn, chỉ có gì là chăm bo một mình thôi. Vâng. Không ai hết, một mình tới lui vậy. Vâng. Không ai hết bởi người ta không dám lợi thân, của người ta bệnh cái này cái bả, thành ra không ai dám lợi luôn. Dạ. Bây giờ thưa cô này đi, cái số tiền này đó là của một nhà hảo tâm khác. Nhưng mà cái này con xin phép là được biếu cô. Biếu cô là 500.000. Cái này của cô Thúy ở Na Uy. Thì cô nói là để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà con thấy là thực sự ra là cô rất là tuyệt vời, vì cô chăm bà ở đây là bà
Nói chung là nếu thực sự như con bảo có cho tiền, con cũng không muốn làm. Mà cô làm đây là nhiều khi nó cũng là vì cái tình nghĩa. Để cô làm thì xin biếu cô một chút. Vâng, cái này của không phải tiền của con, là cô Thúy ở Na Uy, cô bảo để gửi giúp. Nhưng mà con thấy cô cũng là một cái tấm gương mà rất là tuyệt vời. Nhiều khi con cái có khi nó chưa chăm được cha mẹ, hoặc là người thân chưa chăm được nhau như thế đâu, mà cô người dưng nước lã mà. Vậy cô tên gì nhỉ? Tên Út. Cô Út, vâng. Thì thôi cũng cảm ơn cô Út, chứ giờ thôi mình cũng nhiều khi nó cũng là cái duyên nợ với nhau cô ạ. Chứ con nói thật, bảo có cho con tiền con cũng bao nhiêu tiền con không làm. Vì ăn mà ép vụ. Ăn ép tắm rửa rồi ỉa đái rồi đủ thứ đồ thì. Rồi mua đồ ha, gì là Tấn Dương biết không, mua cái này mua kia đổi món để sẵn vậy đó. Vâng. Số đủ gọt để sẵn tô, cái gì mà ép ăn đại đi. Vâng. Còn con nhỏ kia nó nuôi á, nó không dám cho bạn. Vâng. Nó nói nằm chỗ cho ăn chi nhiều. Chị mới nói trời ơi kệ đi, mình mạnh á thì mình còn đi kiếm ăn được. Vâng. Dạng nằm về hư thèm á, có đồ ăn sao kiếm được. Đúng rồi. Ở thành ra hồi nó nghĩ giờ hay gì để nghiền luôn đồ ăn, cứ ăn đi. Vâng. Ăn đại đi. Vâng. Không có gì hết. Ép ăn uống đồ đầy đủ, cà phê cà pháo sữa đồ. Vâng. Đó. Bà còn thèm cái gì không? Thèm cà phê à? Bây giờ bà nói cảm ơn mà những người giúp đỡ bà nói sao? Nói cảm ơn, bà nói đi cho các cô chú biết nào. Nói cho lên nè. Cảm ơn cô. À rồi. À cho gạo, cho tiền. Cho gạo, cho tiền ăn. À, đây là cô Liễu nhá. Cô Liễu. Cô Liễu. Cô Liễu. Vâng. Cô bác anh chị cũng thông cảm, vì bà Toàn là bà bị tai biến nên bà cũng không nói được. Dạ. Rồi thưa cô, rồi còn về cái phần nhu yếu phẩm này thì cứ gửi cô, thì cô mang về xong rồi cô nấu nướng rồi bà, ví dụ như cái đây có sữa này thì đấy bà uống cà phê sữa hay gì đấy, nếu có thì cô pha ấy thêm, rồi dầu nước tương mì gạo các thứ thì bớt một chút, gọi là có sẵn để cô cũng bớt phải đi mua, bà cần ăn uống cái chén cơm hay này nọ gì đó thì chăm sự là nhờ cô. Và thì rất là thực sự là con thấy trước có cái gương là bà Năm mà bà chăm cái anh Hóa mà bên bệnh viện mà cũng người dưng mà chăm không công nên miễn phí đấy. Thế thì hồi đó cũng lên tivi đấy, nếu mà tivi nó biết cô chắc nó cũng phải mời cô lên đấy. Thôi Tấn Dương biết không, hồi lúc ổng mới chết đó, bà khóc nhiều gì khóc nhiều à. Dạ. Thấy bà nằm không mình thấy tội nghiệp chứ nó. Dạ. Nằm có mình tối, nằm mình nữa tối gì cũng chạy qua với chồng gì cũng chạy qua tới. Vâng. Khóc hoài, buồn. Không, bây giờ là con thấy là sạch sẽ hơn. Dọn dẹp hết luôn. Ngày trước làm gì có chỗ đâu, đi vào là cái giường rồi thêm một cái nữa rồi để tùm lum đây. Đây con. Vâng. Hết luôn. Đó, đây con quay một tí. À, đây. Có bây giờ có lịch này, trước mấy cái giường, trước là ông một giường, bà một giường. Thế bây giờ là dọn dẹp rất là sạch sẽ rồi. Đấy, những cái đồ gì không ấy là vứt đi, cái tivi ở trong góc này. Đấy. Và trên này thì bàn thờ Phật, dưới thì là bàn thờ của ông. Vậy thôi ông Toàn đi thế là cũng là thứ nhất là cái ông đi như vậy là cũng rất là có phước. Vì ông cũng không có đau đớn gì cả. Cái thứ hai là cái việc làm của ông là ông chết nhưng mà ông hiến xác cho y học. Thì đây cũng là một việc rất là cao cả. Đấy, con nghĩ như thế. Thì thôi bây giờ con cũng không làm phiền bà với làm phiền cô nữa. Giờ thôi chào bà với cả cô nhá. Rồi. Dạ. Khi nào ghé ông vẫn ghé cho nhân Tương Dương. Vâng thì bà thì con rảnh là con sẽ ghé nhá. Vâng. Vâng. Bà ăn uống rồi tập thể dục, có gì thì nghe lời cô nhá. Vâng. Tiền thì để dành ít thôi, muốn ăn gì thì đưa cho cô, để cô đi cô mua cho. Chứ bà cầm tiền bây giờ thì bà, ví dụ như bà, tiền có ăn được tiền đâu, đúng không? Nên là thèm cái gì cứ nói cô, để cô mua cho mình ăn, cho có sức khỏe bà nhá. Dạ. Cảm ơn Tương Dương, cháu Tương Dương. Rồi.
Thế thôi, con chào bà, chào cô nhá, con cũng còn đi về đây. Dạ vâng, rồi chào cô, rồi con đi. Dạ. Kết lại video này thì Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn chị Liễu đã ủng hộ cái số tiền là 1 triệu. Và Tuấn Dương cũng xin cảm ơn cô Thúy ở Na Uy. Nói chung là cái số tiền cô gửi đó thì cô cũng nói Tuấn Dương là toàn quyền quyết định. Thì đôi khi trong cái xã hội này các bạn ơi, cái người tốt cũng không phải là có nhiều. Khi mà Tuấn Dương gặp đấy thì đôi khi nó cũng có những cái giống như là mình có một cái cảm tình ngay từ lúc ban đầu đó. Vì mình thực sự là mình gặp rất là nhiều người, có lẽ là trong cái quá trình mà mình đi làm thiện nguyện đó thì mình gặp hàng chục ngàn người, và mình cũng biết được tính nết của một số người qua những các cái cử chỉ hoặc là những cái hành động hình dáng ban đầu bên ngoài. Cái ấn tượng ban đầu là cô phụ giúp này đó thì cô cũng rất là tử tế, và cũng nói thẳng ra nếu như mà là Tuấn Dương thì mình cũng sẽ không bao giờ mình nhận những các cái công việc như vậy. Chăm sóc người bệnh rất là mệt, người ta khó tính, người ta la lối om sòm, rồi người ta đòi cái nọ, đòi cái kia, rồi thậm chí là người ta chỉa đái ra, chúng ta còn phải lau chùi quét dọn. Nói chung là mình thì mình cũng sẽ cho bao nhiêu tiền mình cũng sẽ không làm, nhưng mà cô thì vì một cái tình, nói chung là vì cái tình người nên Tuấn Dương đã mạo phép là trích cái số tiền 500 ngàn cô gửi để gửi tặng cái cô phụ giúp. Thôi hạnh phúc là cho đi, Tuấn Dương chỉ biết nói như vậy thôi. Mong các cô bác anh chị có coi được clip thì cũng đừng có bình luận ác ý rồi chửi bới Tuấn Dương, kêu là tiền của nhà hảo tâm muốn làm gì thì làm. Thực ra Tuấn Dương cũng cân nhắc đo đếm lắm. Thực sự đồng tiền của các mạnh thường quân làm ra thì không phải là dễ, nhưng mà vì cái tình thương nên là chúng ta trao đi là sao cho nó đúng.